sáng ngày 18 tháng 6 năm 2022, nhằm ngày 20 tháng 5 năm Nhâm Dần, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Phú Mỹ đã trang nghiêm tổ chức lễ ra mắt các chuyên ban trực thuộc Ban trị sự Phật giáo thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Quang Lâm chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Thích Giác Thông, Phó Ban trị sự tỉnh, chứng minh Ban trị sự Phật giáo thị xã, Hòa Thượng Thích Minh Thuận, chứng minh Ban trị sự Phật giáo thị xã, Thượng tọa Thích Nhân Nghĩa, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự, kiêm Chánh thư ký Ban trị sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thượng tọa Thích Nguyên Thái, Phó Ban trị sự tỉnh, Trưởng Ban trị sự Phật giáo thị xã Phú Mỹ, Ni trưởng Thích Nữ Như Như, Phó phân ban Ni giới Trung ương, Phó Ban trị sự, Trưởng phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng chư tông đức tăng ni trong Ban trị sự tỉnh, Ban trị sự thị xã Phú Mỹ và các thành viên của các chuyên ban trực thuộc cùng về dự. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Nguyên Thái, Phó Ban trị sự tỉnh, Trưởng Ban trị sự Phật giáo thị xã Phú Mỹ đã nêu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của các chuyên ban trực thuộc. Với phương châm kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, 13 chuyên ban được thành lập với trên 100 thành viên. Đây sẽ là lực lượng hùng hậu không những góp phần kiện toàn bộ máy Ban trị sự Phật giáo thị xã mà còn góp phần xây dựng và phát triển Phật giáo trên địa bàn một cách bền vững. Trong không khí phấn khởi ấy, Đại đức Thích Quảng Ngữ, Chánh thư ký Ban trị sự thị xã Phú Mỹ đã thay mặt thường trực Ban trị sự Phật giáo thị xã đọc quyết định của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc chuẩn y nhân sự của các chuyên ban trực thuộc Ban trị sự Phật giáo thị xã Phú Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Ban trị sự Phật giáo thị xã đã hoan hỷ trao quyết định cho các chuyên ban trực thuộc Ban trị sự Phật giáo thị xã nhiệm kỳ 2021-2026. Với tâm nguyện phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật, Thượng tọa Thích Minh Đạo, Phó Ban trị sự, Trưởng Ban Kinh tế Tài chính thị xã đã đại diện cho các chuyên ban trực thuộc phát biểu nhận nhiệm vụ và nguyện nỗ lực hết mình, hòa hợp đoàn kết, đem hết tâm lực và trí lực phụng sự cho đạo pháp dân tộc, nhất là hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được Ban trị sự các cấp tin tưởng giao phó. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nhân Nghĩa, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự, kiêm Chánh thư ký Ban trị sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hoan hỷ tán dương những việc làm mà Ban trị sự thị xã Phú Mỹ đã nỗ lực thực hiện, nhất là việc kiện toàn bộ máy Ban trị sự, thành lập các chuyên ban trực thuộc. Đây sẽ là tiền đề giúp cho Phật giáo thị xã Phú Mỹ phát triển mạnh trong thời gian tới và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tặng lãng hoa tươi thắm và lời chúc mừng đến Ban trị sự Phật giáo thị xã Phú Mỹ.